Thì hoàn cảnh của em như vậy đó, rất là khó, rất là nghèo. Bản thân chỉ có làm mướn thôi, chứ nhà cửa không có. Giờ ở đây thì chỉ có làm để mướn trọ vậy thôi chứ không không có gì hết. Thì nếu anh có cái ấn tượng gì thì anh cho em cơ hội. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Dạ con chào cô. À, cô chào Nghĩa, là coi như là làm ăn phát tài phát lợi, và Dạ. cũng như là cô cũng lên cái chương trình này cũng thưa ra trên trên hết là anh em trên đồng mạng, trên trong cộng đồng, trong nước ngoài nước. Cô mời cô chia sẻ giúp con, năm nay mình được mấy mươi, tên gì và từ đâu đến đó cô? À, cô năm nay là cái tuổi giấy tờ cô á, nói giấy tờ đi cho nó lớn nhỏ gì không biết, nhưng mà đi trong giấy tờ là 1955. Dạ. Cô tên Hồ Thị Cô Hiệp, Hiệp. 1955. Năm nay mình được bao nhiêu tuổi cô? 1955 là coi như cô 59 tuổi á. Dạ. Trời ơi, 69 chứ. 69 69. tuổi đó. Dạ. Cô Hiệp 69 tuổi. Cô đến từ đâu cô? Cô đến từ Bình Chánh. Dạ. Cô Hiệp 69 tuổi đến từ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ con mời cô chia sẻ thêm giúp con. Hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của mình như thế nào cô? Tình trạng hôn nhân của cô là coi như đời trước á thì cô thôi mấy chục năm rồi, coi như là quỷ không có kể tới. Bây giờ cái đời sau của cô á là cũng vô Sài Gòn đây làm, là cái ông đó ở quận 3, Dạ. ông bệnh, ông làm ở Đại Dũng cũng mười mấy năm, hai đứa làm mười mấy năm, và ông bệnh ông chết cũng nay 4 năm rồi. Dạ. Cô cũng chờ đợi cái thời gian 4 năm qua cái thờ cúng ổng xong xuôi rồi cô mới suy nghĩ là nó khó khăn, nó khổ. Khổ gì mình không có nhà, không có cửa. Dạ. Đó. Cũng như bây giờ cô đến chương trình để cô nhờ Nghĩa là hỗ trợ cho cô những mà cái mảnh ghép là hợp ý, Dạ. là có người có thật tâm, thật lòng, chung thủy. Dạ. Thì cô cũng muốn người lớn lớn tuổi chứ còn nhỏ tuổi là cô thấy nó chênh lệch, nó kỳ lắm. Cho Dạ. nên cô cũng muốn để tới đây là con thấy cái, cô thấy cái chính đính của cái chương trình của con là cô thích, cho nên cô đến đây để nhờ con hỗ trợ cho cô, giúp đỡ cho cô, Dạ. là anh em trên cộng đồng mạng là dòm ngó thì như thế nào. Cũng cái tuổi thì nó lớn thì nó cũng kỳ thiệt, nhưng mà cái là cái đó là cũng như cái quyền của mình, là mình có thể mình mở rộng cái bằng cái vòng tay của mình để mình đi tìm đi kiếm, chứ ai mà đưa tới cho mình đâu. Dạ. Hiện tại bây giờ nhà cô ở đâu cô? Hiện tại bây giờ như là cô chỉ là ở làm công ty thôi, cô mướn trọ Dạ. chứ cô không ở nhà chỗ nào. Rồi nhà cô chính xác là nhà ở đâu? Chính xác là ở Gia Lai. Dạ. Bây Rồi cô đi như đó, cô nhà cô đất cô bỏ đó ai ở? không, cái đó là con của đời trước của cô đó, nó lớn rồi, nó thành danh thành nghiệp hết rồi, Dạ. giờ cũng đứa cũng là năm mươi mấy trở lại rồi. Dạ. Nó 4 đứa, 2 trai 2 gái, nhưng mà làm nghề nghiệp của nó là coi như cô cũng lo cho tất cả hết trọn vẹn. Những cái đứa muốn nghề nghiệp cô cũng cho nghề nghiệp, Dạ. giờ thành danh hết rồi, nhưng cô không thích ở chung với đứa nào hết. Vì sao? Con thì còn dâu, gái thì còn rể, nói vậy chứ mình cái sống cái dựa bờ vai thì thấy nó thoải mái hơn. Dạ. Thì cô cũng muốn vậy đó, thì cũng trình bày qua con cái gì nội dung của cô như vậy đó. Dạ. À, hiện tại bây giờ cô được mấy người con? Thì như cô cái đời chồng sau thì chết rồi, nhưng mà cô không có con. Dạ. À, nói cái đời chồng sau đi, cô có giấy tờ báo tử á, Dạ. thành ra là cô có đem giấy tờ báo tử cho nó rõ ràng, chứ đến nó lướng vướng thế kia thế nọ là cô không thích. Như là cái đời sau cô là ông chồng đó là ông làm cùng chung với cô, là coi như cô lấy ông, cô quen với ông là ở với ông là 2001 tới 2021 là ông mới chết, Dạ. ông bệnh di căn, bệnh ung thư gì đó là ông chết. Dạ, hiện Thì tại bây giờ cô đang làm công việc gì cô? cô làm tập vụ cũng như là quán xá, ăn uống, tiệm phở, tiệm cơm vậy đó. Dạ. Rồi cô làm công việc lâu chưa? Thì cái việc cô làm công ty Đại Dũng, thì cái nước Việt Nam này ai cũng biết cái Đại Dũng, là cô vô từ ở quê cô vô là cô làm ở Đại Dũng mười mấy năm, đến khi mà cô
lớn tuổi rồi thì nó qua cái tuổi 50 mấy rồi đó. Dạ. Thì nó có giảm biên chế. Thì cái mình không có cái bảo hiểm mà của nhân thọ nữa thì nó không có cho mình làm nữa. Dạ. Yeah. Mình làm là mình không có đóng. Không. Vậy có đóng. Bây giờ là cô làm cũng như tập vụ mà. À, cô làm tập vụ. Dạ. Yeah. Nhưng mà đồng thời là cũng cái tập vụ nó cũng dở dang lắm con. Có khi thì làm được, có khi thì nó ế quá. Dạ. Yeah. Thì cũng ở không. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Cô mời cô chia sẻ thêm giúp con. Chiều cao và cân nặng của mình hả cô? Chiều cao cân nặng thì cân nặng cô 50. Chiều cao cô 1m5. Mét rưỡi, chiều cao là cô là 1m5. Ừ. Cân nặng 50kg. Cô tìm hiểu thương thì các chú chiều cao và cân nặng như thế nào để phù hợp với mình? Thì cũng cỡ 1m6 trở lại thôi. Thì trên lịch chỉ cũng thấp quá cũng đàn ông mà thấp quá cũng không hay. Thì rồi. Cái nặng thì cũng 60 trở lại vậy đó. Dạ. Cô 69 tuổi, cô tìm nữ yêu thương thì các chú độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để phù hợp với mình cô? Thì cô thì từ 75 trở lại. Dạ. Từ 75 đến độ tuổi cô ha, như thế nào cô? À. Dạ. Rồi cô có phân biệt các chú ở vùng miền nào không cô? Thì cái quận miền nào thì nói đúng ra thì cô cái đó là mình cái tiêu chiên thôi. Chứ mình cũng không chọn lựa được làm sao nó như ý. Cô tìm nữ thương thì các chú ưu điểm và khuyết điểm như thế nào được phù hợp với mình? Ví dụ bây như giờ, rượu bia, thuốc lá hoặc sở thích của các chú hả cô? À, cái rượu bia thuốc lá ha. Bây giờ thì ai cũng vậy, cũng có là lớn tuổi. Cái cấm mà mình không cấm được. Nhưng người ta chỉ là tiệc đám thì người ta có cái uống sơ qua thôi. Chứ cũng đừng nhẹ nhẹ về mỗi ngày là cái đó là mình thấy lớn tuổi rồi mình khó nói. Yeah. Mệt mỏi lắm. Thành ra là cô cũng yêu cầu mấy cái anh mà rượu bia thì nó cũng giảm bớt thôi. Chứ còn cấm không có được, đàn ông là còn thuốc hút rồi cà phê cà pháo là bình thường. Dạ. Dạ cô, chương trình cô có những lời gì bày tỏ cái nỗi cô đơn của mình cho các chú hiểu được nỗi lòng mình và an tâm liên lạc về chương trình để tìm hiểu cô không cô? Bây giờ cái nỗi cô đơn thì cũng bắt đầu từ cái ông chồng sau đây. Thì cô cứ lấy ông chồng sau đây đi. Chứ lúc trước là coi như thôi rồi, không có gì để nói. Yeah. Thì ông sau đây á, thì làm với cô thì cũng thời gian là cô gặp ổng là 2001. Biết tới 2021 là ổng chết. Ổng chết rồi cô cũng là lo dỗ cúng tang này kia kia nọ là coi như trọn ổng là 4 năm. Giờ cô nghĩ thấy nếu mà mình ở dãy thì cũng được, nhưng mà nó hơi là khi đêm không vắng, không có ai ở nhà trọ mà thì cũng khó khăn. Thôi bây giờ cái quyền của mình có cái quyền riêng à, mình cũng chọn để một cái nơi để gỡ thân, để có cái nơi tương nương tựa. Dạ, cô có những lời gì chia sẻ bày tỏ thêm nữa không? Con xin phép kết thúc chương trình nữa cô. À, thì cô cũng nội dung cô bao nhiêu đó thôi, chứ không có gì bề bộn lắm. Dạ. Thì con mới lên chương trình đây giờ. Dạ. Để cũng nhờ con để hỗ trợ dành cho cô là cái cuộc sống đi tới với những người đó. Thì hoàn cảnh của em như vậy đó, rất là khó, rất là nghèo, bản thân chỉ có làm mướn thôi, nhà cửa không có. Giờ ở đây thì chỉ có làm để mướn trọ vậy thôi, chứ không có gì hết. Thì nếu anh có cái ấn tượng gì thì anh cho em cơ hội. Dạ. Con cảm ơn cô. Hôm nay cô đến với chương trình Anh Em Con. Cô có đồng ý cho anh em con sử dụng hình ảnh lời nói của cô đăng lên cộng đồng mạng tìm nữ thương cho cô không? Cô đồng ý. Dạ. Em Nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video sau. Cô chú anh chị có kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình, anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ em xin chào. Dạ con chào cô ạ. À. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Rồi cô xin chào gia đình con với lại trong cộng đồng, anh chị em trong cộng đồng trong nước ngoài nước. Cô cũng cảm ơn nhiều.